Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Vậy là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn nha. Rồi chưa mà giờ Khánh vừa về tới đi làm về tới nhà luôn bà cô bác ơi. Bữa nay dưới nhà Khánh là hết gạo rồi. Ở nhà Khánh hết gạo, bây giờ là cả nhà của Khánh là lên trên nhà ba mẹ để ăn cơm. Đâu rồi, hai mấy đứa nhỏ nó chạy rồi. Mấy nhỏ nó chạy rồi, bà cô bác ơi. Thôi tối rồi. Nè. Sao ơi? Nè từ. Rồi xong. Nào. Nãy giờ chưa hung nè. Nãy chưa hung bá Tư nè, sau chưa hung bá Tư nè. Thôi đi đàng hoàng đi con. Cái đầu con phết dư. Ui dư dư. Đầu cho đi để bác Tư bắt từ quay có mà camera này. Rồi bây giờ Khánh chuyển máy quay lại để ghi những hình ảnh mà đơn sơ mộc mạc của nhà rồi ăn cơm. Bây giờ ở nhà là vô ăn cơm luôn, Khánh cắt vô ăn cơm chung với mẹ. Còn ba chiều ba ăn rồi chút xíu ba ăn sau đúng không bà? Nè quay màn hình lại rồi đây nè. Buổi tối nhà đang mời cô bác ơi. Trời ơi, ở nhà nãy trời mưa. Nãy mưa là ướt nghe em luôn, Khánh đi là ướt hết đồ luôn đó. Ông bà nghe tiếng mấy con Quỳnh Quang ảnh ương gì nó kêu đó, quá trời nó kêu mà các bác nghe là buồn nổ ruột luôn. Ông bà cô bác nào mà xa quê á, xa quê hoặc là đi làm xa ở nước ngoài hay gì đó là nghe cái cảnh này là nhớ quê nhà buồn nổ ruột luôn. Đây ông bà cô bác ơi, vợ Khánh là về đây kiếm lấy đồ ăn nè. Cái này bà nội cho sườn chân tươi cho nước của chùa hả? Cái này cái bánh, là, bánh chưng ông bà nhà bánh đây. Chưng ở nhà đi đám là hầu như là bánh bánh mà chuyển xuống nhà Khánh không à. Đây nè mấy mấy điệp viên nhí nè, chào ông bà cô bác nè con. Rồi tí ơi đàng hoàng nè tí. Rồi lạnh đó nha, trời mưa lạnh mấy đứa mang vớ. Còn đây mẹ, nãy giờ mẹ đợi lâu quá, mẹ ăn cơm xong luôn rồi. Mẹ đợi Khánh ăn cơm xong rồi. Ăn chay không mẹ? Ăn chay đi chùa về. Đây ăn chay ngon. Ăn chay mà ăn tí tí gì? Tàu hũ chiên xả lá sảy luôn rồi. Tí canh khoai môn. Nè đây nè bà cô bác ơi. Canh khoai môn. Không bao giờ ăn cơm luôn. Đó, mẹ bới cho con rồi hả? Rồi. Rồi em ăn chưa? Bây giờ Khánh, Khánh đặt máy quay vô ăn cơm luôn mà cô bác ơi. Bây giờ Khánh vô Khánh ăn đâu mà cô bác ơi. Thôi thôi. Hát bài khác đi, hát bài khác đi. Hát bài khác đi, bài đó bản quyền giờ á. Mấy đứa mấy bé nhỏ hát quốc ca luôn ghê thiệt. Thôi hát bài khác đi. Tụi con ăn cơm không nè? Chiều là ba mẹ đi về chưa ăn gì luôn hả? Nhỏ nhỏ thôi con, tối rồi. Chiên hay là chùa mà mày thành cháu bồi bỏ như ớt luôn. Bà con tối rồi ở nhà mát Khánh mời bà cô bác ăn cơm. Ăn nữa không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian con nằm cầu đất. Này ở dưới nhà Khánh là cũng giới thiệu bán nhà luôn nha bà cô bác. Khánh đang quay luôn nè. Bữa nay vô được mấy triệu thì gửi cho ba mẹ, tặng ba mẹ người anh chị luôn. 20 cái là 16. Thiếu 10 gì. Gì ba đang quay nè. Tụi con đang chơi gì đó. Nãy giờ mẹ nói xấu con hả rồi đó. Nay cà đó bữa nay được bầu làm lớp trưởng rồi, phải ráng phát huy nha con. Nãy không nó nằm ngoài giờ nó vô trong rồi nè ông bà cô bác ơi. Đâu đời với bữa nay đi chạy xe té nữa nè ông bà cô bác. Thôi nghỉ đi làm cái này đuối. Mấy bữa nay đi khờ luôn. Ấy nói kìa bữa nay đi té nữa kìa. Bây em. Nữa sao té hoài vậy? Té đăng lên rồi đó. Ủa mà nay mà đi xe du lịch mà té gì? Hả? Xe máy. Đi vô hoàn cảnh đi xe máy á. Xe máy của ai mà đi? Chắc biết, là ở dưới. Chắc là đi xe máy của người ta thì không quen hay sao? Chở ba được. Hả? Chở ba. Đi trong đường đồng, đường rồi. Sơn mà. Ủa là gì á? Xe đăng đường đồng. Không sao mà vậy cũng. Ê, bà cô bác ơi, hồi nãy giờ Khánh cũng đi hình sinh hoạt ở nhà rồi. Thôi bây giờ chắc Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn á. Ở nhà có quay gì quay đó không bà cô bác ơi. Đi đằng sau đây. Giờ ngồi chơi chút xíu nữa thì hai vợ chồng Khánh cũng đi, hai đứa nhỏ là cũng đi về dưới Bến Lức chứ á. Tại mai thì cũng có bà con ở dưới Sóc Trăng. Chứ Trăng với Tiền Giang lên trên nhà để ấy thuốc không bà cô bác. Mấy bữa nay là quần đuối luôn. Giờ trên ba mẹ ở đây cũng quần quá trời. Rồi không, bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn nha bà cô bác. Rồi thôi bây giờ cả nhà chào khán giả luôn nha. Mẹ thôi kệ cho nó chơi đi mẹ. Chào bà cô bác nè, chúc ông bà cô bác ngủ ngon nha. Ôi lớn lắm. À, bà cô bác một lần nữa thì Khánh cũng không biết nói gì hơn là cũng kính chúc bà cô bác là luôn mạnh khỏe bình an. Rồi ông bà cô bác thương Khánh thương gia đình thì nhớ xe ủng hộ rồi đăng ký chia sẻ giúp cho Khánh với Phong luôn nha. Thì trong quá trình mà ghi hình có gì thì cũng mong bà cô bác bỏ qua cho Khánh nha. Rồi bye bye, chào bà cô bác luôn.